À, Kiều rừng nhà của Thủy. Bây giờ là giữa tháng 4 và Kiều đã bắt đầu ló lên rồi. À, cùng một lúc với lại Allium Millennium. À, Thủy đã chiết mấy cái cây Allium Millennium để mà trồng thêm ra đằng sang năm có thể là mình có ăn. Tại vì Allium Millennium cũng là một loại kiệu củ to. À, kiều rừng này thì lá rất là thơm, lá rất là thơm. Giờ này thì nó mới mọc lên thôi, khoảng chừng 4 tuần nữa, 4 tuần nữa thì mới có thể là bắt đầu đào lên chút ít được đó quý vị. Mà quý vị mà đạp lên nó đó là nó bay cái mùi ra rất là nồng nặc, rất là thơm. Thủy đã trồng lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Nó tới 7 năm nó mới mọc lên được, mới có thể bắt đầu ăn được. Và bây giờ thì và trong rừng chưa có mọc lá, có nắng xuống là nó bắt đầu mọc. Và cho tới khi mà lá mọc đầy hết ở trong rừng thì nó bắt đầu rụi đi. Lúc đó tìm không có thấy kiệu nữa. Lúc đó thì không có còn thấy kiệu nữa. Và kiệu bây giờ thì rất là non. Rất là non nhưng mà củ cũng chưa có lớn lắm, là tại vì tuyết mới tan thôi, nó mới mọc lên thôi. Bứng thì cũng được đó nhưng mà thấy tiếc. Để cho nó mọc đàng hoàng, ví dụ đi, đây là cái hột kiệu đây nè quý vị. Cái này khi mà kiệu có bông và có hột, hột này rụng xuống và sẽ mọc lên cây con, nhưng mà cái cây con khoảng tới chừng 7 năm mới bắt đầu cho thu hoạch được. Lúc đó thì củ mới to được. Thì quý vị thấy là cái hột của kiệu này nó cũng giống như là hột của hẹ mà thôi. Đây là hột của kiệu nè quý vị. Những cái hột này ta trồng sẽ mọc lên. Đây là kiệu rừng nhưng mà Thủy để cho nó mọc tự nhiên và cũng không có mà lấy hột làm gì để cho nó mọc ở trong rừng, tại vì ở trong rừng là có đủ điều kiện để cho cái loại kiệu này mọc. Quý vị đem trồng ở bên ngoài thì nó không được tốt bằng đâu, tại vì ở trong này nó có lá cây mục và đúng với điều kiện để cho mặt kiệu mọc. Mọc khi mà lá cây mục xuống, khi mà mùa thu lá cây rụng xuống, lá cây sẽ mục đi là làm phân cho kiệu. Và khi mà tuyết vừa tan, cây chưa có lá, ánh nắng chiếu xuống kiệu sẽ mọc lên và sẽ sinh sôi nảy nở cho đến khi mà lá cây rừng mọc dày lên, không còn ánh nắng chiếu xuống nó nữa thì nó sẽ rụi đi. Đó là kiệu rừng và đây là hột của kiệu rừng. Trong rừng của Thủy thì kiệu mọc khắp nơi hết, là tại vì gia đình Thủy cứ để cho nó tự nhiên, nó hột nó bay đi, nó mọc đầy rừng hết và coi như là rất là nhiều, tại vì loại kiệu này là chính phủ Canada cấm mọi người đi vào rừng hái, tại vì loại kiệu này là chính quyền Canada bảo vệ không cho người ta hái đào lên làm cho tuyệt chủng, cho nên gia đình Thủy để cho nó phát triển tự nhiên mà không bao giờ mà đào lên hết cả.
rừng riêng của mình, cho nên mình có thể làm đào lên hoặc giả là mình bứng hay là xới lên cũng không có sao hết, tại vì là đất riêng của tư nhân. Nhưng mà nếu là đất của chính quyền, ở đây gọi là Crown Land đó, thì không có ai được quyền mà xâm phạm cả. Cho nên chính phủ ở đây họ bảo vệ những cái loại mà cây quý để không có bị mất giống. Và kiểu này là một trong những loại cây mà chính quyền bảo vệ rất là chặt chẽ. Thủy may mắn là Thủy đã có trồng được một mớ, lúc mà người ta bán củ ở ngoài chợ thì mình mua về, mình dâm xuống trong rừng của mình, thì vài năm sau là nó mọc lên cũng khá khá. Và ở đây là cũng mấy chục năm rồi đó quý vị, mấy chục năm rồi Thủy được một cái khoảnh vườn rất là nhiều, một khoảnh rừng rất là nhiều kiểu. À, bây giờ thì nó mới bắt đầu mọc lên thôi, nhưng mà để 2 tuần nữa Thủy quay lại, Thủy sẽ quay cho quý vị xem là nó cao lớn như thế nào nhé. Bây giờ còn rất là sớm để mà đào kiểu đó quý vị, ít nhất cũng phải 4 tuần nữa. 4 tuần nữa thì 2 tuần nữa Thủy sẽ đi quay một lần, và đến lúc mà thu hoạch thì Thủy sẽ quay cho quý vị xem. Bây giờ là Thủy đã trồng xong hết Allium Millennium mà lá nhỏ rồi, và Thủy cũng đã đủ bằng lá một. Thì sang năm Thủy sẽ có nguyên một cái khu này là Allium Millennium. Hy vọng là Thủy sẽ có được củ để mà ăn. À, bên cạnh củ kiệu, cái này cũng như là củ kiệu, bên cạnh củ kiệu rừng, bên cạnh kiệu Việt Nam, và cái này là củ kiệu Tây Allium Millennium. Đây là cả một cái khu Allium Millennium của Thủy đây quý vị ạ. À, rất là rộng lớn nhá. Rất là rộng lớn. Rất là to. Thì hy vọng là sẽ có đủ kiệu để mà ăn. Video của Thủy đến đây xin tạm kết thúc. Nếu quý vị thích những cái video của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị. Bye bye.